Sáng 11 tháng 10, tuần lễ sinh vật cảnh thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 do Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân quận 1, Hội ngành nghề nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức đã diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du. Tuần lễ đã thu hút sự quan tâm tham quan của nhiều người dân và du khách tại không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm sinh vật cảnh. Theo đó, các nghệ nhân, nhà vườn, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu quảng bá những sinh vật cảnh tiêu biểu, đặc trưng, độc lạ nhằm kết nối tiêu thụ sản phẩm đến khách tham quan. Tuần lễ diễn ra trong 3 ngày từ 11 tháng 10 đến 13 tháng 10, trong khung giờ mở cửa từ 7 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ nhằm tạo sân chơi giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm trong quá trình sản xuất kinh doanh sản phẩm sinh vật cảnh. Nội dung hoạt động tại tuần lễ này gồm trưng bày giới thiệu sản phẩm hoa cây kiểng, bonsai có giá trị kinh tế cao, các giống cá cảnh đang thịnh hành trên thị trường, trang thiết bị, vật tư, dịch vụ phục vụ ngành sinh vật cảnh. Ngoài ra, nét mới của tuần lễ năm nay đó là trưng bày giới thiệu các loại thú cưng, bò sát, thỏ và bọ kiểng, cũng như tổ chức hội thi dành cho quý khuyển và mèo đẹp để thu hút sự quan tâm thưởng lãm của khách tham quan. Tại tuần lễ còn có khu chẩn đoán điều trị bệnh và chăm sóc động vật cảnh miễn phí cho khách có nuôi thú cưng mang tới.